gian. Anh đi làm cái tèo. Ba đi làm sao được à? Quay quay.
quên chưa xịt nước ra phút rồi đó. Đây khăn đây. Cái này mát hả? Thấy không thấy con na thấy rồi, cây bò thấy nó ngoài kia rồi, cây na quá, cây na quá, ok, cây na quay rồi đây. Lông lá quá trời luôn rồi. Con này là tay nó lông nhiều. Đây quá nè. Rồi bên ngoài bôi cháu ăn. Bên ngoài bôi cháu ra sàn. Rồi, ra ra bà ngoài cha cha ra. Ừ, lông lá, lông lòi đó trên. Bà ném nhiều lắm. Lạ. Lớn mày ơi. Rồi, cha cha. Vén rồi nhắm mắt rồi sàn, nhắm mắt vô ngoài xịt. Ok, bôi cái mặt cho nó. Cái tay em bôi bên mặt em đi. Hai bên má. Lưng. Rồi đây. Thôi được không ơi thôi. Nhanh mặt đi. Rồi. Đúng quá. Rồi đi xuống. Rồi xuống đây. Rồi xuống đây, xong chưa, khô chưa? Nó khô đó. Okay. Sao hết. Trên nó dựa tường á, đó, vậy đó. Na ơi. Nè. Ông kìa. Na ơi nè.
con mời, con bơi đi. Ngồi xuống bơi đi. Rồi ngồi xuống bơi đi. Bơi với mấy chị đi.
lì rồi nhát.
nhưng bạn nó sẽ hết cái nói bạn. Đây có đồ ăn quá trời này, đồ ăn đó, cơm dân châu này, mì xào thái lan quá trời. Để ngoài 42 nha, con đứng đây đi. Con sao đứng đây đi, ngoài 42. Con đứng đây nha, đứng chờ ngoài nha. Sasa, 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 Sasa
xà bơi. Mami mở cái khác đấy. Mami mở cái khác đấy.
Ủa có cái con bé ngủ có bé con coi này ngoài này nha. Bé đâu rồi? Đây bé đây ngoài cất cho đây nè để bắt bé sao nè ôm đi. Nào lên nhảy 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 với em bé. Cái này bỏ ra này. Cái kia bỏ ra tân. Cái kiến với cái túi đây. Bỏ hết chơi bé hết cái nhảy đây rồi chơi bé rồi nghe. Hết rồi hơi lắm cho bé ngủ. Hả? Bé ngủ nha. Bé ngủ nha. Giờ cho bé ngủ rồi. Cho bé. Giờ hơi. Thì cho bé ngủ. Nhớ khóc làm gì mày? Thương quá. Mới bơ mở bài khác đi. Đâu bé ngủ đi bé. Bây giờ bọn bé cả tuần đến đây là sao chơi em bé để em bé trong cái vali à? Chị hai bỏ em bé cả tuần lên em bé đói luôn, bé buồn, bé khóc hết trời. Bé nói, chị giờ sao không chịu về với em? Chị già bên bà nội á, không chịu về với em bé vậy hết nè. Sao không chịu về với em bé vậy? Sao con về đây, em về không ngoài vậy? Sao vậy? Để giờ hai chùi thì sẽ dễ em bé. Cái gì? Hai chùi thì dễ. À, hai chùi thì giờ về với em bé đó, đúng rồi. Em bé, em rất bé mất chạy không rồi. Em bé rất mất chạy không. Bé nước mắt nó chảy không? Hai tuần thì xà chị hai về bên bé. Đứt mắt nè. Coi cô này có đứt mắt. Xà bên nhà bà nội giờ xà có nhớ bé ông ngoại không? Xà có nhớ em bé không? Hả? Coi nhà bà nội nhớ em bé không? Đúng, xà la đứt mắt. Ừ, xà có nhớ ông ngoại không? Em bé xà xà đi em bé nhớ xà xà em bé khóc á. Xà xà đi á. Hai tuần thì xà về bên bé. Em bé nhớ xà xà, bé khóc quá trời luôn. Ở ngoài nhớ xà, ngoài khóc quá trời luôn á, ngoài á. Ở ngoài nhớ xà, ngoài khóc quá trời luôn. Lại giờ thâu tối nghe luôn. Ngoài khóc quá bận. Đấy là xà đâu nghe đâu. Ban đêm mai xà xà về ở ngoài mừng đâu, ngoài đâu khóc nữa đâu. Ngoài khóc thì giờ xà đâu có khóc. Hôm cả hôm nọ xà xà trên bà nội ông nhớ bà nội đó, ông ngoài nhớ xà ông nhà ngoài khóc quá, quá trời luôn. Có ngoài khóc luôn. Nhớ xà khóc. Có, em bé khóc luôn, ba người cùng khóc luôn. Ba người nhớ xà khóc luôn. Xà khóc luôn. Xà khóc luôn. Xà khóc luôn. Xà khóc xà sao nhớ ngoài quá, nhớ ngoài quá hả? Xà nói hả? Lấy quá dạ nhớ gì không kìa? Hả? Mấy thằng dễ ngủ nha. Hai bé giỏi không? Hai bé giỏi, em giỏi. Hai bé ngồi nằm nè. Em bé nhớ xà quá trời luôn á. Em bé khóc không? Có, em bé có khóc á. Em bé nhớ xà, em bé khóc quá trời luôn. Sao? Em bé là búp bơi mà sao khóc được? Khóc. Búp bơi mà. Em bé búp bơi mà sao khóc được? Búp bơi sao khóc được? Ông ngoài khóc. Ông ngoài khóc. Ông ngoại khóc, bà ngoại khóc. Nhớ ngoại khóc. Bà ngoại nhớ khóc. Nhớ xà quá. Nó lại khóc. Nhớ bà ngoại quá. Nhớ bà ngoại quá. Sao sao sự đó. Và sau khi mà ăn sáng xong thì mình sẽ nghỉ ngơi ở tại đây cỡ khoảng 10 phút để cho mình tiêu cơm một tí, tiêu những thức ăn sáng một tí. Và sau đó mình lên xe tiếp tục hành trình. Sao? Hành trình của mình sẽ đi khu vực Đồng Nai của mình và đến ra đến khu vực Phan Thiết luôn. Đến chỗ khu vực Cà Ná của mình. Mình lại tiếp tục dừng lại ăn trưa tại nhà hàng khác Cà Ná. Đây là một cái nhà hàng cũng khá nổi tiếng tại cái khu vực Cà Ná này ạ. Dừng ăn trưa như vậy á thì Diệu sẽ để cái số ghế của mình. Diệu sẽ để là từ số 1 cho đến số 9. Từ số 1 cho đến số 9 thì các anh chị đã biết rồi, đã biết mình là ngồi số ghế nào rồi. Thì mình sẽ vào đúng ngay chỗ cái vị trí bàn đó của mình.
Thì mỗi bàn như vậy là mình cũng ngồi 10 người ạ. À, sau khi ăn trưa xong thì tại cái khu vực mà Cà Ná ở đây thì nó cặp với bờ biển Cà Ná luôn. À, nếu mà quý cô chú các anh chị nào mình có thú đi dạo đó thì mình có thể đi dạo dọc cái bờ biển ở đây thì mình nghỉ ngơi trong một cái khoảng thời gian nhất định thôi ạ. Nên mình nên đi gần một tí, đừng nên đi xa. Okay.
Alo, lời đầu tiên thì tôi xin thay mặt cho trung tâm dịch vụ du lịch xe Lurit trực thuộc công ty Sào Khánh Hòa gửi lời chúc sức khỏe và lời chào thân ái đến cô chú anh chị. Và xin chúc cô chú anh chị mình có một chuyến tham quan các đảo trong vịnh Nha Trang thật là thú vị và ấn tượng ạ. Cho tôi tự giới thiệu, tôi tên là Toàn, tên đầy đủ là Hồ Xuân Toàn, sẽ là người đưa đoàn chúng ta đi tham quan trong chương trình ngày hôm nay. Và trong chương trình ngày hôm nay, sau khi tàu chúng ta rời khỏi cảng du lịch Nha Trang thì tàu sẽ đưa đoàn chúng ta đến với lại ngay khu vực Hang Yến Hoàng Rơm. Thì đến ngay khu vực Hang Yến Hoàng Rơm thì có chú anh chị chúng ta sẽ được tham quan, chúng ta sẽ nhìn thấy được nơi những con chim yến sinh sống và làm tổ ở đây, và cũng như là cuộc sống của anh em bảo vệ yến của công ty Yến Sào Khánh Hòa. Và sau khi chúng ta rời Hoàng Rơm thì tàu sẽ đưa đoàn chúng ta về lại Hồng Buôn. Thì Hồng Buôn đây chính là khu bảo tồn biển đầu tiên ở Việt Nam, rạn san hô rất là đẹp, có thể nói đẹp nhất khu vực Đông Nam Á. Thì đến đây cô chú anh chị chúng ta nghỉ ngơi vui chơi tắm biển tại Hồng Buôn này. Và tiếp sau đó thì tàu chúng ta sẽ quay trở lại tàu. Và trưa nay là chúng ta sẽ dùng cơm trưa trên tàu ạ. Thì hồi giờ thì cô chú anh chị chúng ta dùng cơm đất liền thì rất là nhiều rồi. Thì ngày hôm nay chúng ta thay đổi không khí. Và tàu vừa chạy vừa lắc lư, chúng ta vừa thưởng thức những món ăn trên tàu cũng rất là ấn tượng. Và sau khi chúng ta thưởng thức những món ăn xong thì trên tàu chúng ta sẽ hạ một cái loa nổi xuống và có một cầu thang xuống, và chúng ta cái chương trình là thưởng thức những ly rượu vang luôn đặt tên cho các hòn đảo đó. Và bây giờ tàu xin mời cô chú chị chúng ta nhìn về bên phải bằng tàu, ở bên tay trái của tàu thì chúng ta sẽ thấy được một hòn đảo có rất là nhiều những ngôi nhà xây san sát bên nhau. Thì trong 19 hòn đảo lớn nhỏ trong vịnh Nha Trang thì nơi đây là nơi có số dân sinh sống đông nhất, có nền kinh tế khá nhất và cũng là nơi có nhiều điểm tham quan du lịch nhất. Và hòn đảo này có tên gọi là đảo Hòn Miễu hay là tên Bãi Miễu. Và tên mỹ miều hơn của hòn đảo này đi, đó chính là đảo Bồng Miêu. Và khi cô chú anh chị chúng ta nhìn lên trên đảo, chúng ta thấy là nơi đây người nào mà nơi xây được một ngôi nhà xây kiên cố thì ở trên đảo thành điện này thì là nền kinh tế cũng rất là cao. Vì xây một ngôi nhà trên đảo bằng xây 4 ngôi nhà trên đất liền thì chi phí rất là cao. Tôi lấy ví dụ nói về cát xây dựng thôi, nếu chúng ta xây dựng nhà tại đất liền thì xe sẽ chở cát xây dựng tới tận nơi. Diện tích của hòn đảo này lớn tới 36 km², vì vậy người dân địa phương mới gọi là đảo Hòn Lớn. Nó có nhiệm vụ là che chắn bảo vệ thành phố Nha Trang, vì vậy cho nên người dân địa phương mới gọi là đảo Hòn Lớn, che chắn bảo vệ. Nhưng do từ phát âm người địa phương ở đây, họ phát âm từ tên R là từ CH như nhau, cho nên người ghi vào cây bút là họ lầm tưởng đảo cây tre, và từ đó đảo Hòn Tre xuất hiện. Và trên hòn đảo này có một khu resort rất nổi tiếng mà chắc có lẽ là đại gia đình chúng ta biết đến, đó chính là Hòn Ngọc Việt. Đây là một khu resort 5 sao mà tiền thân của nó là một tuyến điểm du lịch địa phương, tuyến điểm du lịch bãi chủ ạ. Một bãi tắm rất đẹp thì bay nó phân bơ, họ đã chơi di dời và mua những hộ dân sinh sống quanh khu bãi chủ này và cho xây dựng lên khu resort. Thì ước tính ban đầu thì khu resort này xây dựng như mất khoảng 150 tỷ đồng, nhưng mà khi hoàn thành này công trình lên gấp rất là nhiều lần. Và ngoài khu resort trên hòn đảo này, chúng ta còn thấy là nơi đây trên hòn đảo này còn có một khu vui chơi giải trí có tên gọi là Vinverland. Thì đến với Vinverland thì cô chú anh chị chúng ta có thể tham gia một số trò chơi cảm giác mạnh, một công viên nước, một sân khấu nhạc nước và khu thị cung rất là hiện đại. Chúng ta nhìn về bên phải màn tàu lại chút xíu thì chúng ta sẽ thấy được một bãi cát trắng trải dài và có rất là nhiều những cái bungalow trên đó. Thì hòn đảo này là một trong những cái điểm tham quan du lịch rất nổi tiếng Nha Trang. Và trước đây trong tất cả các chương trình du ngọn đảo trong vịnh Nha Trang, các tour đều tổ chức cho khách ghé về hòn đảo này. Nhưng mà từ khi công ty cung ứng tàu biển lên cổ phần thì họ đầu tư và cho xây dựng thành cái resort 4 sao. Thì hiện tại họ không đón khách lẻ, họ chỉ đón khách trực tiếp mua cái land tour đi từ đất liền ra tới hòn đảo này nghỉ ngơi và vui chơi tắm biển tại đây. Cô chú anh chị chúng ta biết hòn đảo này tên gì không ạ? À? Rất nổi tiếng Nha Trang ạ, à, tên gồm cái bôi 6 chữ ạ, à, bắt đầu chữ Hòn ạ. À. Hòn gì ạ? À? Hòn đảo đúng không ạ? Hòn đảo này tôi gọi là đảo Hòn Tầm ạ. Thì tên gọi của Hòn Tầm của hòn đảo này có được, nếu chúng ta nhìn từ độ cao thích hợp chúng ta nhìn xuống thì chúng ta sẽ thấy được hòn đảo này giống như một con tầm nằm trên lá rau xanh, mà lá rau xanh chính là vùng biển xung quanh hòn đảo mà con tầm chính là hòn đảo. Và tên gọi của hòn đảo này có được, nếu chúng ta chú ý ạ, ba cái đỉnh núi trên hòn đảo này, ba đỉnh này nó ngang nhau thì người dân còn gọi là đảo Hòn Tầm. Và các thứ là từ Hòn Tầm được đọc trả là từ Hòn Tầm ạ. Hòn đảo này thì trong các đảo trong vịnh Nha Trang thì ở Hòn Tầm này thì họ đã đầu tư cho một công trình lọc nước biển thành nước ngọt tại hòn đảo này với cái vốn đầu tư là 31 tỷ đồng, và sau đó là Vinpearl cũng tiếp tục họ đầu tư một cái hệ thống mà lọc nước biển thành nước ngọt, chi phí rất là cao. Và ngày hôm nay thì trong chương trình ngày hôm nay thì đoàn chúng ta sẽ được tham quan hang yến tại ngay khu vực Hòn Rơm. Thì bây giờ thì cho toàn xin giới thiệu về yến sào ạ.
Nhiều người nghĩ yến xào đem gom chim yến đem lên xào lên nấu, nhưng thực ra là không phải. Từ xa thứ tư Hán Việt có nghĩa là hang ổ xào huyệt, mà yến xào chính là cái tổ yến. Gom chim yến là loài chim nhỏ thôi nhưng có sức khỏe rất thần kỳ. Một ngày nó có thể bay được hàng trăm km, nhưng mà khi nó rời tổ nó sẽ không đậu bất cứ nơi nào. Nó bay liên tục trong không trung từ sáng sớm tinh mơ tới chiều tối nó về. Và thức ăn của loài chim này là những loại côn trùng bay trong không gian. Nếu mà nói về mặt sinh học thì nó giúp diệt một số loài vật có hại cho môi trường. Và điều đặc biệt nữa, loài chim này nó không hề uống nước, nó chỉ hấp thụ nước qua cơ thể của nó từ độ ẩm không khí nơi hang nó sinh sống, cũng như hơi sương mỗi sáng sớm và chiều tối. Vì loài chim này không đậu bất cứ nơi nào, mái nhà, cành cây, cột điện, cũng như không uống nước ở các sông suối, ao hồ, kênh rạch, cho nên đặc biệt loài chim này không bị nhiễm cúm gia cầm H5N1 đó. Và điều đặc biệt hơn hết là loài chim này làm tổ không giống bất cứ các loài chim khác. Vì các loài chim khác làm tổ bằng rơm, bằng rác, bằng cây, bằng cỏ, nhưng con chim này tiết từ trong cơ thể ra một chất dịch. Tôm hùm và cá bớp đây chính là hai loài đặc sản có giá trị kinh tế rất là cao, nhưng con tôm hùm ở Việt Nam chúng ta chưa tự nhân giống được, và tất cả những con tôm giống đều được đánh bắt từ biển về. Và những người dân đánh bắt tôm hùm giống họ làm bằng cách như thế này, họ lấy những cái cọc gỗ và trên thân cọc gỗ họ khoan nhiều cái lỗ nhỏ, một đầu họ buộc một tảng đá, đầu còn lại họ buộc một cái phao nổi. Thì theo dòng hải lưu thì cọc gỗ nó sẽ đứng thẳng trong nước, và theo dòng hải lưu của nước thì những con tôm nó bơi ngang qua ngang lại thì sẽ chứa vào những cái lỗ nhỏ đó. Thì nhiệm vụ những người đánh bắt tôm hùm theo kiểu này, họ chỉ việc mang cọc gỗ lên, họ vệ sinh và họ đổ những con tôm có được trong những cái lỗ nhỏ ra một cái chậu, và sau đó họ mang về, họ xôi dưới ánh đèn tròn. Nếu mà con tôm nào cá mắt màu cà phê sữa đó chính là con tôm hùm, thì sau đó họ đưa thuốc cái thuốc thích hợp và họ sẽ thả những cái lồng về này. Thì tôm hùm thì có rất là nhiều loại như tôm sao, tôm chanh, tôm tre, tôm bù ri, tôm đỏ, tôm gì, nhưng giá trị kinh tế cao nhất đó chính là con tôm sao. Thì con tôm sao loại 1 theo toàn được biết tại làng chài họ bán với giá là 2.500.000 đồng một con này, rất là cao.
khỏi hòn đảo bên phải bên tàu chúng ta, đây chính là đảo Hòn Một. Và trong chương trình ngày hôm nay thì đoàn chúng ta sẽ dừng lại cái khu vực đảo Hòn Một này. Chúng ta tàu sẽ neo lại và trên tàu sẽ thả một cái cầu thang xuống và một cái ba nổi xuống, và chúng ta có chương trình là thưởng thức những ly rượu vang dưới biển tại ngay khu vực phòng nổi này. Và hòn đảo ở trước mặt mũi tàu chúng ta, cô chú chị chúng ta chú ý ạ, hòn đảo trước mặt mũi tàu chúng ta sẽ thấy được, đó chính là đảo Hòn Một. Đó chính là vùng lõi của khu bảo tồn biển đầu tiên ở Việt Nam, rạn san hô rất là đẹp, có thể nói đẹp nhất khu vực Đông Nam Á. Thì san hô ở đây thì có rất là nhiều loài, đó có trên 350 loài nhưng nó chia thành 3 loại cơ bản. Đó chính là san hô sừng, san hô vàng và san hô tông mềm. Và chúng ta thấy được rất là nhiều màu san hô, rất là nhiều những màu sắc khác nhau, nhưng màu sắc cơ bản của san hô đó chính là màu trắng ngà. Những màu sắc khác được I'm
Kiểu lấy vô cái vườn hoa đẹp lắm. Quay gì? À, chụp mấy cái cảnh vậy. Xa lại đi con. Người lớn trước đi, ai chụp người lớn không? Bé không sợ đâu. Từ từ. Bé quay đó. Tay á. Em
bé đưa tay cho nó đậu lên đi con. Em bé nó đậu được chị. Em bé nó yếu tay chị ngồi với em bé đưa nó đậu tay chị. Con người lớn mới lại trẻ con đi. Đó, đậu đậu đậu. Quay đây đẹp chị anh chị ạ. Quay mặt quay mấy đây. Rồi nhìn đây nè, nhìn đây. Đây cái máy đây. Hay quá. Huấn luyện hay. Sa sa chim đi, sa sa chim đi sao? Sa 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 giơ chim. Sa sa chim đi, sa chim đi, sa chim. Ờ. Đây 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 đây. Cô chim đầu quá. Rồi rồi. Đây có đứng đây đâu cô. Ông đem qua máy quay mà. Chị đứng đây cái. Sa đứa đây ra đi, sa đứa đây ra. Thôi đứng lên đi. Đó, đúng rồi. Đúng rồi. Chờ bé đi giữ. Đây ba bác nha. Yeah. Rồi đến ai thì vô tiếp đi. Rồi thằng này xuống. Đi xuống. Cái gì đây? Cái gì? Rồi hả? Rồi đây, chúng ta chạy cá. Chúng ta con đây, 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 con đây,